đái á, phải không? Vậy như này, cứ là thế nào? Thức phải đó là bọn đá cho nó, cái tay nó tì vô cái lưng, nó đè vô cái thận, nó cổ. Thức phải về luyện tập tại, tại vì mỗi lần mà và xoay bên này thì cũng sao, mà bên này nó cũng vai nó còn đau thôi. Thì xoay ép nó lười tập. Thì anh xoay ép ví dụ bên này, anh xoay một cái đai bên này, xoay cái thôi. Mà nó quy tắc là gì? Nó xoắn từ cái chân. Cái chân là cái đầu khăn. Cái đầu là cái lúc cuối khăn. Đứng đây đó. Xoắn từ, tức là nửa người mình để nửa người mắt. Tức là vắt nửa cái kinh dương duy, vắt nửa cái kinh âm duy. Tức là nửa người mình che xe lòng hai, cái này có vắt cái này đó. Rồi xong bên này có vắt cái này đó. Đó, cái bạn này, xoắn từ mỗi ngày vắt nhiều là nó ra hết cái chất độc. Vắt nửa người gọi là vắt thôi. Trụ bên này xoắn cái trục này, trụ bên này xoắn cái trục này, đó là làm cho cái bọn đá nó mạnh ra, không thôi nó bị bệnh tiểu đường liệt. Cái này chữa tiểu đường liệt để cho cái ống tinh nó ngắt được cái nước tiểu, đóng ngắt được nước tiểu, đọc cái này nó đóng ngắt nước tiểu rồi nó tránh được tiểu đen, rồi tuyết tiền liệt. Thôi đi đá lâu ra người mạnh lại xịt thành tiên mình đá nữa. Không được 5 mét, bây giờ già mà đá 5-6 mét thôi là đâu có bệnh. Đá thì thước chưa tới, hai tấc đá mạnh không sao, đá hết. Một trẻ đá bây giờ đứng là đá hết cho bên công rồi đó. Mà mình thua. Em về đá rồi nó chưa qua được cái gì. Đó, thấy không? Mà tính thì không bị. Ờ, nhưng mà nó yếu rồi. Mà từ khi bị cái này thì nó không cho máu vào dương vật. Bởi vì các mạch máu bên dưới này nó tăng sinh, bao nhiêu máu là dồn xuống dưới. Đó, nó không vô dương vật. À. Thật sự ra là dương vật nó khó cương. Dạ. Cho nên bình thường là nó teo nó rụt vào trong cái bao luôn. À. Còn chút xíu rồi. À. Cho nên mỗi lần đi tiểu là đâu có sức để mà nó đi ra. Còn tập gì cưng kinh nữa, bắt đầu đúng sáng là bắt đầu cái này nó phòng thôi. Nó tự nhiên nó rút lại về. Cái tập gì cưng kinh nó rút qua dương vật. Không biết là Từ đó là người bình thường còn thí dụ có bệnh như này sợ là máu nó cứ dồn xuống dưới. Dồn xuống nhưng mà tập cái này nữa là nó kéo lên lại là cái này yeah. To. Thành ra nếu tối buổi sáng mà cái này bắt đầu nó phình to lên, nó chọc cờ là nó cái này. Nó là... Nó phình to là cái hàm giá nó to lại. Cái biểu giái là nó thuộc về can kinh. Ừ. Và cái giái là nó lại thuộc về thận kinh. Đúng rồi, cái thận á, thường thường lúc nó xì từ những cái biểu giá nó xăng lại, xì hút mẹ xăng, xăng phởi, kim xăng phởi. Cái phổi anh không biểu phổi cũng xăng, cái phổi mạnh nó xăng lại. Đó, bây giờ cái thức thứ 8 là luyện thận á, cái thận á thì cái đó là giống như ngồi ghế, mà không có ghế. Cái vậy thận là luyện ngồi ghế, tức là nếu mà anh có tập là thấy nó đúng nha. Chúng ta có thể nha, cái quơ tròn này. Cho nó giơ tay lên vậy, xoay này, giống như nó dịp cái tường, ngồi ghế. Mà nhón cái chân, kể cái ghế thấp thì nhón cái chân đó, đứng vậy. Mà cái lưng phải thẳng, cái tay đó đứng vậy, xong thả gót, ngửa người ra sao, xè tay, đứng lên, thấy cái thận nó nở ra. Đó, thấy cái lần trong chừng đó, là đúng. Mình thử làm thử vậy. Vừa cái tay thành cái vòng tròn, ngước lên, xoay cái tay lên, xoay lên, đó, đỉnh cái tay này nè, xô tay vô ra, đó, nón chân lên, đó, xô để giữa đây nó chịu, để nón chân, anh giữa tay vào cái tay vào tay vô, giống như tượng nó nón chân vậy đó, rồi đứng dậy là anh thả gót, ngước lên, anh thả gót, rồi ngửa tay đứng lên, thấy không, thận nó nở ra, đó, nó đứng lên từ từ, thấy không, thận cũng nở phình ra, thấy trong này. Đó, cái đó là thứ 8. Còn người mới tập dở thì ta biết kiểu tư nè. Thì khỏi té. Nó thật là cái có cái ghế trong cái chân. Nó ngồi không ghế. Người ngồi không ghế là khỏe. Thật mạnh. Người mà ngồi, bởi vậy những người chiếc công Trung Quốc nó hay biểu diễn đứng một chân, ngồi một chân rồi nha. Tức là ngồi ghế vậy. Đó, thấy không? Nè.
rồi kéo ghế ra, kéo ghế ra, tôi để gì cái kéo ghế ra đó, rồi thả chân xuống lên, tôi giống như ngồi ghế này, ngồi ghế này, tôi muốn đứng 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 lên này. Cái này không có ghế. Dạ, cái này xả làm sao đây? Nè, cái này là căng phải không? Dạ, căng. Rồi thả, thả ra đứng lên vẫn căng, ngưng, ngưng, ngưng. Xả ra đứng lên. Nó căng từ dưới lên trên trên. Rồi đứng, đứng, đứng xuống sống, ngưng, thở đều. Coi như là lấy cái xả là cái thu công luôn đó. Rồi. Lấy cái thu công làm cái xả luôn đó. Đâu nè, bây giờ là căng nè. Dạ. Dây vẫn còn căng, đứng im, ngưng, thở đều, dù như cái đó thở bằng hơi, thở lỏng, thả lỏng, cũng chạy bộ, thở đều. À, đó, giờ đang nghe chắp tay thở đều, còn cái thu công, thở đều. Vậy như cái chắp tay này là... Là nó vô á, là thư giãn. Là thư giãn. Dạ. Bởi vậy trong đó nó gọi là bái Phật á, nhưng mà thật ra cái người xưa đó. Lúc đứng dậy là gót chân mình đã nằm rồi. Đứng, dạ, lúc dạ, lúc dạ. Xuống thấp lần. Gót phải đứng thẳng. Đây này. Cái gót càng đứng thẳng càng khỏe. Còn lúc đứng dậy, lúc dậy đứng là phải thả đang là thả xuống rồi đó. Hướng ra sau. Dạ dạ, cái thiếu là để thiếu lúc ra sau. Đứng lên. Đứng lên. Là như cái thế thiếu cái gì? Là căng ngưng. Thu công xả. Cũng phải thôi. Thiếu thiếu ra sau. Ưỡn mà không ưỡn ra sau là thua. Ưỡn ra sau mà cái gót thẳng xuống. Giống như cái lưng mình tì vô cái mặt phía mình đứng lên. Tì vô dài là cái thận nó phải khỏe. Em thấy dường như cái thiếu một cái thế này đó thầy. Thiếu cái thế như thế này nè, như thế này đó. Thế nào trong đối phương thức nào? Dạ, dịch kinh kinh này nè. Là em thấy cái thế này là thế là chưa hợp. Cái thứ 6. Thứ 6. Dạ. Cái thân lực anh chưa thẳng không tập được. Cái này phải... Nghe thứ 6 nè. Vậy vậy, còn đứng dậy cũng vậy thôi. Để bóng lên cái nó đóng như vậy này, nó đề tì. Thì mấy người già vậy, họ cúi xuống được, tôi mới bắt họ đứng họ tập trước. Dạ, hèn chứ chưa tập cái đó. Ở đó thức thứ 6 á. Như thế này được không này? Đó, chưa thẳng. Tay nó có thẳng được, nó ngót kiếm thế thì. Vậy nó không được hiệu quả, cái khí của thức cánh tay. Cỡ như thế nào? Thôi, coi anh ngó con người vô cái tay này, thấy người đôi không nè. Thẳng còn anh cái này thôi. Dạ. Thẳng tay như vậy. Mà mạnh lắm á, còn sống mạnh lắm, thắng vũ thẳng cái này để cái bàn được đó, mà đứng mà không được dùng lực. Nè anh thấy anh rung rồi đó. Nè anh thấy anh đứng. Chưa đứng. Ờ, không thấy lợi chứ. Giờ bây giờ về tập cái đó mới tập. Ờ, nè anh thấy cái đó mới dạ. Sao anh thở rồi nói chuyện được. Tôi mạnh lắm á. Thì cái bác đồng cảm mới tập ít quá, đâu có tập bài này được. Bác đồng cảm mới còn sống mạnh lắm á. Học thêm bài bản công tổng mới luyện cái kinh đó, cái đó mà luyện được tập là công tổng. Công tổng là cái cuộc sống mạnh lắm, nó nở ra. Bất cập ngày xưa em cũng tập, ngày xưa em cũng có tập rồi mà em thấy nó không bằng cái bài em tập. Mình không biết đó, mình cứ nghĩ là như thế. Cái bài này là hết cái bài này tới bài này, cái bài này là tẩy tủy nó có 72 thức hay như đó không đâu. Yeah. Anh tập ít quá. Mà từ nó có 24 chiêu đứng lập tay. 24 chiêu lực đấm, cái này còn cái đấm nữa, anh còn thiếu cái đấm. Cái từ khi bỏ cái này nó đau lại. Ừ. Dạ, nó đau lại. Thì đó, nó tôi sẽ chỉ cái bài này cho anh. Dạ. Cái bài này này, bài này vậy này. Bài thể tỷ nó tập dài, nó muốn cho nó hết đau. Bây giờ chỉ cái bài thể tỷ cho chúng ta, chỉ bài thể tỷ. Nè, cái thể tỷ cũng vậy nha. Đầu tiên á, là cái chân nó phải dài, mặt buồn. Thấy không? Cái này thì thức đầu tiên của nó là nó phải nhìn tới người cho cái bụng nó cứng trước. Nhìn tới người, mềm nhiên. Đó, cứng. Nhìn bên này, ghi bên này là dở, chân bên này cứng bên này. Dở mũi chân cứng, hồ cái bụng nó cứng đó là. Nó là tạo khí làm liền mới tập. Cái vô làm liền không có đâu. Cứ xoay dưới bụng dưới này. Đó, hồ bắt đầu thấy nó nóng bụng nó. Khi nào nó nóng bắt đầu. Đó. Cái thứ nhất là nó không phải là đè xuống mà như vậy nè, vậy nó đứng hơi hơi rộng ra, mới đầu dở thì đứng nó rộng ra nè, cái tay này ngước này lên, dơ lên như này, ép xuống như thoát không giải nhón hết chứ, là tức là khi này dơ tay lên anh đứng iso anh cần ép xuống nhẹ đó mới được, còn nếu ép không có nhấc cái gót là cứ làm cái nhẹ
cái số đó rồi anh ém tại số điện phải cùng lúc vậy mới được thì nó mới thoát đó khi nó mới vô, tức là anh đẩy xuống anh xô anh giống như chống anh chống lại khỏi khỏi té thì vô lên xô đít cái đẩy tay xuống điện hai thế cùng cùng khớp với nhau xô điện quá hướng tay sau lên là anh nghĩ là nó hút hút cái màng lên để vô xô thật vậy, tức là sợ sợ thoáng giái xô sợ té nó thoáng thì thoáng cái tay kéo lên liền kéo ngước cao một cái cùi chỏ thẳng đó một thứ nhất, thứ thứ hai là giày nè hai tay để bên này nè hai tay để này rồi anh giống như anh cầm cầm cái anh tì hai cái này lên cái tay thôi để hai cái này hai bên xoay ra hai bên nè rồi chống lên leo lên đó ý nó vậy mới trúng đó nè chống cái này leo lên nhưng mà nó giấu nghề nó để vậy này. Đẩy hai cái đó lên leo lên nhưng mà không cần phải nó không nắm nè nó đẩy cái phần này này cái này nó giống như có cái cây đồng ngang rồi nếu mà không hiểu có biết biết tập sai là nó không khiến nó có chạy cái tê nửa người của em là do dứt khoát là do cái này chứ không phải là do bị không phải do bị nghẽn mạch máu hay gì nghẽn mạch máu cái, 10 năm nay cái thức thứ hai của nó là người ta hai cái thanh ngang đứng vậy ta chống leo lên à nè anh để vô chống ngang đó là chống chống mình phải nhón chân lên chống leo lên chứ không anh chống thẳng cái tay lên giống như đội hành ban phích vậy đó anh thấy nó thốn rồi đó đó thì cái tay phải làm hai tay rồi mà nó không có để ngang nó để dày cái chết nè cái động tác thứ nhất là anh là dày đó mày xô đít tao đẩy lên cả bây giờ mày xô đít mà tao đẩy ngang để ngang là cũng bị ướn người rồi thì ở đó nó ướn nó đẩy cái đánh nó cái đó nó tới trường cường nó vô trường cường đó cái đùi nó móc rồi để về tập hai như thế đó. Đó. Chứ lần này bỏ cái kia nó đâu thì tập cái nó lại đi phải tập nhưng mà nhớ là không phải là nhíu đít mà ai xô đột xuất cái tay đẩy ngước lên tối đa lên liền phải cùng một khớp một nhịp như nó thiên nhiên nó vậy mà anh làm sai không có anh tưởng tượng anh đứng yên đi anh để cái tay trúng cái đó cái bùi chỏ thẳng đi anh cứ đứng yên đừng bình tĩnh đừng yên đừng ngưỡng ra nè đó đó nó hiện ra liền lúc làm việc dựng cái tay cho nó dựng cái này một cái đừng cho nó bị té ra trước rồi là nó hút hút vô liền giờ mình về mình làm một cái máy để nó đẩy cái bao cát giống đứng như ISO mình đang đứng nè cái bao cát nó tập rơi sau giống như anh đứng vậy nó xô cái chụp cái gì giữ lại cái hiện tượng thì chụp giữ lại không tôi chết vậy mới ra cái này vừa rồi là sau khi nè ngước bằng tay lên trước ngước lên đi kéo lên ngừng lên nè tôi xô cái em đẩy xuống đó vậy mới được mà phải ăn khớp nhau thì nó mới rút vô khiến nó chui cái thứ hai là nó đẩy cái cận ngang này cũng mà nhưng mà khi nó đẩy vậy là cái xương cùng nó méo vô có cái ý mà nằm ở xương cùng còn cái kia đẩy là cái hội âm thốt vô cái hội trong nó thọt vô còn cái này là cái xương cùng nó méo vô là cái hiện tượng nó phải làm sao nó giống như bị ai xô mình mới có mà anh cố ý anh nhíu trước là không bao giờ ra mà bây giờ mình tập mà mình nhờ một người cứ đứng xô mình cái được thì ở phía giờ nhờ ai nhờ mình nó phải xô cái mình làm nửa quen là thôi mình khỏi xô trả làm được rồi ngày xưa là cái ông thầy ông xô người ta xuống cái hố đó mà nó đứng xô nhảy mẹ xuống nên thốt vô được thành công liền đang đứng giọng xô một cái ra rồi là nó là ở dưới này ở đất đứng ngay cái mỏm đá ở dưới có nước xô té xuống luôn được không? Dạ được rồi thầy ơi, biết rồi, nó mới hiểu. Còn nó nhát quá nó không có làm được.